Dịch sáng lời Việt là đến từ Hàn Quốc. Anh Song Kyu sẽ song ca cùng nữ cô sĩ Ki Nhung. Xin mời make a song. Let's sing a song together with singer Vietnamese singer Ki Nhung. Quý vị hiểu thì cho một tràng pháo tay là chúng ta. Quý vị hiểu. Xin cảm ơn. Không sao không đi đâu. Arigato gozaimasu. Cảm ơn khá. Oku. Merci. Xin cảm ơn. Anh Song ơi. Anh nên hát song ca với chị không? Được không? Ok. Bài danh dự cũng xin mời phép hát cả họ với quý thầy thông cảm. Chẳng bây giờ thì anh muốn mọi người lên đây để mua cùng với anh nói điều kiện đi anh. Không cần là bốn cặp phụ quà. Bốn cặp. Trời đất ơi, em có ông anh dễ thương thì dễ thương thiệt. Mà cũng mỗi lần mà nói rất là lòng tới nghệ thuật là đứng ở sân khấu đi hát là anh lúc nào cũng rất là chu toàn. Ý anh là muốn là hai anh em mình hát nhưng mà có sự linh hoạt là đúng không? Dạ. Sự linh hoạt này thì quá tuyệt vời là dễ rồi. Mà có điều kiện gì nữa không anh? Anh sẽ thưởng cho bốn bạn đó tuy nhiên nhờ bốn ban giám khảo chọn cho anh hai cặp diễn xuất nhập tâm nhất để phát quà thì mình cho giải thưởng thôi để cho nó hồ hởi luôn được không anh? Dạ. Có nghĩa là bây giờ là ý anh Song á là muốn có thêm sự giao lưu là bây giờ Thiên Nhung với anh Song hát đó là hồi nãy anh em có nghĩa bây giờ Thiên Nhung sẽ mời bốn cặp một để lên tân quả cho bài hát của hai anh em và sẽ nhờ bốn ban giám khảo chọn cho hai cặp giải nhất thưởng gì giải nhì là gì anh? Giải nhất danh dự sẽ thưởng 2 triệu, giải nhì 1 triệu. Wow, riêng cô nào hát cho tôi 5 triệu. Trời ơi, dạ vậy là bây giờ em xin phép bây giờ mời tôi 1, 2 hai em ba. Bốn ban giám khảo, mỗi ban giám khảo 1 cây bông Việt Nam đồng lớn nhất. À, vậy là ban giám khảo cũng được quà nữa. Dạ. Bây giờ em xin mời thêm một cặp nữa là đủ 4 cặp đó. Đúng. Đúng thế đi, đi. Rồi. Dạ. Vậy bài hát đầu tiên này á, thì Dung xin kính mời anh hai Huỳnh Vũ Tài làm ban giám khảo. Dạ. Người thứ hai là thầy Hoài Thanh. Em biết nó đó.
giờ ráng lấy giải lại đi rồi bù lại cái tình nó thua nha. Dạ bây giờ Thi Dung sẽ cùng với anh Sâm xin gửi tặng đến cho tất cả ngoại của con, các má của con, thầy cô của con, tất cả các anh các chị của con một bài hát rất là dễ thương của soạn giả Trọng Nguyễn, bài hát được mang tên Trường Mưa. Còn nhiều tiết mục lắm mà, để sao đi. Thấy cái nhóm này con bụng lợi dụng thuốc mà giặt đồ, giặt tóc rồi quá, không được. Bây giờ thì bài hát, bài hát được mang tên Lưu Bút Ngàn Xanh. Để coi diễn sao ha, chứ thấy thuốc giặt đồ, giặt giả, giặt quá, đổi bài đi. Lòng subscribe.
Em bị sưng rồi, em bị sưng rồi chị ơi. Ủa sao tự nhiên mà còn trẻ được cô mấy chục năm sao mới tự nhiên cái nó ghê vậy? Dạ, bây giờ là xin mời ban giám khảo anh hai có ý kiến như thế nào ạ? Qua xem mà họ tình diễn có bốn cặp vũ đoàn tiêu điểm, ban giám khảo nhận xét thấy rằng có một cặp sẽ đưa vô tiết mục thách thức danh hài. Đó là cặp nào tất cả quý vị? Ông lão bà già đâu xuất hiện? Đây tôi chọn cặp này, xin mời ban giám khảo tiếp tục. Thầy ơi, cái cặp này là giờ chót nè, cũng ăn lộn dữ lắm. Bảo vệ ca sĩ, muốn phụ quả cho ca sĩ thầy. Ca hay quá, thầy rất là nguyên nghe ca. Nhất là giống nào nè, một lần đó. Rồi, cặp tôi được chọn cặp này. Vậy đã có hai cặp rồi, đủ rồi phải không em? Từ từ để bình tĩnh. Vâng, rồi giờ tới chúng tranh thì bốn cặp rất là sôi động, nhưng mà phải nói rằng 1, 2, 3, 4 cặp là quái dị nhất, đó là cặp của thằng Tùng. Bây giờ là cái giải này thì là nó là hai giải, cái nhất là hai triệu, cái gì là một triệu, mà coi như là giải của bạn Tùng nãy giờ là được hai ba giám khảo chọn, tức là giải nhất. Còn hai đội còn lại, đội của bé Trinh với đội của bạn Hoàng Thành Mỹ Trí, như nghệ sĩ Hoàng Trương, là mỗi thầy chọn một cặp. Anh ơi, giờ lại sao đó? Dạ, thì vậy thôi, bây giờ mình làm giải về ba giải được không? Rồi, đội bạn Tùng, giải nhất 3 triệu. Bây giờ đó, giải nhì thì bây giờ là... Dạ. Cho bình chọn cho chị. Bây giờ coi khán giả bình chọn nha. Ai vỗ tay nhiều nhất thì là đội đó sẽ là giải nhì. Thế bây giờ xin chọn giả hành. Từ đây được rồi. Ai cho đều luôn á thầy. Cảm ơn. Đây luôn rồi, anh luôn rồi đấy. Đó, sau khi mà ăn xong cùng với người con ăn tổ chức nói chung là quyết định, nói chung là muốn cho tất cả mọi người có giải, thì ba cặp còn lại chia đều 101 triệu. Tại sao như vậy à? Đó là ban cố vấn bảo là tặng đó là phần thưởng giải dũng cảm. Dám làm một chuyện mà không dám làm ở sân khấu nào hết, ngoài sân khấu Thiên Dung. Dạ, bây giờ trước khi mà trao giải thưởng cho các cặp thì mời bốn ban giám khảo bước ra sân khấu nhận phần quà bên sân trước. Dạ, thưa thầy má, mời anh hai, mời thầy, mời chú Thanh. Nhạc nền cái xôn sao nhé. Xôn bẹt không nhạc vậy ạ? Dạ, xin mời nam ca sĩ Bác Thắng chuẩn bị lên sân khấu tiếp tục chương trình ngay sau đây. Xin mời. Mình đâu có mình cho các bạn nghỉ hiểm với lại nhé, thầy ngôn nha. Thưa quý vị, bây giờ tiếp theo là phải yêu cầu hồi nãy
khán giả mất tập trung quá. Bây giờ quyết định chợ mới cho quý vị được tới trọn vẹn được. Đã lẽ là mình tạm chút xíu mình làm được. Thế bây giờ là anh sẽ muốn hát với cô Đào nào? Đồng chí lên trường cho mượn nhà thi trước đi. Nghệ sĩ Nhã Thi hồi nãy là nghệ sĩ này là nghệ sĩ Thi vô 5 triệu rồi đó. Không biết nghệ sĩ Nhã Thi này mấy triệu? Vẫn không phân biệt. Rồi, nghệ sĩ Nhã Thi 5 triệu đồng giá Thi Dung. Nghệ sĩ đồng giá. Dạ. Dạ. Dạ, rồi nghệ sĩ Nhã Thi. Và bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục chọn ra 4 cặp minh họa. 4 cặp minh họa bây giờ sẽ là ai ạ? Dạ. Chị Kim, nghệ sĩ hài Hoài Tâm cùng với nghệ sĩ Bắc Tròn Cô Cấp. Dạ. Bây giờ là xin mời tất cả cùng bước lên sân khấu để cùng thưởng thức bài hát.
trời mới. Đã có ai đi hả? Ê ơi, vợ mới chứ phải vợ mới nha. Yeah.
Còn hai đội này á, cùng cho một chiến thuyền
bên dòng sông Mò này ở đâu chị hoài bốn cái gì hoài à, mà ta chở mới ở An Giang này dòng Long An này sao chị, dòng sông quen mà sao qua mày à. Nhưng mà tình thương tôi dễ thương, rất là dễ thương. Thôi thì à, hai người đàn chị mình nói chấm cho trường hạng nhất thì bên trường phải hạng nhất thôi. Hạng gì thì dễ thương thôi, nặng ký nhất thì mà ai sắp năm nhưng năm xuống là vậy. Còn xin phép cô theo hai đại cô và chị. Dạ Khoa, còn đâu Khoa vậy? À Khoa ơi, em lên đây Khoa. Đạo diễn đây cho ý kiến gì ạ? Dạ Khoa chắc là cũng là rất nhiều chương trình nhưng mà chưa bao giờ có một cái biên đạo mà có dữ dội như thế này luôn á. Thấy hai anh bạn này là một cái câu chuyện rất là tốt, mà đặc biệt là chỗ bạn Trường là bạn này thì rất là nhiều ý tưởng, cho nên là không biết là chọn lại, nhưng mà thật ra là rất là thấy hai bạn này có một cái phần cố gắng rất là thích cảm mà thuộc ca khúc của nghệ sĩ ca luôn, cho nên là qua ta thấy hai bạn này sẽ là rất là xuất sắc. Dùng hết bao nhiêu thứ thịt là một chỗ tàn nhớ luôn, nặng ký. Rồi bây giờ là ai là chấm điểm này, chấm điểm xong hay xong chấm điểm? Dạ anh ơi, mình thấy trong đó là có một dễ nhất, còn lại là đồng giải. Mà nãy giờ giám khảo thì có ngó nữa cơ mà, hai cặp này còn cái này là nhát rồi, không có gì để nói. Không bây giờ mình đang cứng khúc này nó giờ mình đây bên đây, hai bên đây là tao có giải đó, bên kia là không có giải gì, hay mình đi xuống không mình có đánh giải được không? Biểu tình luôn em hỏi thôi chứ đâu phải đâu, thấy liền bên kia ta giấu được em 2 triệu đó. Dạ thôi em tặng đi. Anh đang cầm cái gì? À, bí mật. Cầm cái gì em đừng thấy bí mật. Anh đứng cái bên nhỏ thì đứng cái bên đó. Dạ, con xin thay mặt cho anh, con gửi cho má đây là cái lọc năm mới anh em của con. Rất là quý mến má, con gửi dạ lọc năm mới. Gửi cho anh đạo diễn Phan Nguyễn, đây sẽ là đạo diễn của chương trình của em. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Để có mặt trên sân khấu này, xin dành một tràng pháo tay dành cho giải nhất cặp đôi nghệ sĩ Văn Trường, nghệ sĩ Hoàng Tâm, trị giá 3 triệu đồng. Xin mời anh Phát, một vị anh Thi Dung rất là kính mến, anh là đạo diễn và anh cũng đã rất là hoan hỷ khi Thi Dung mình lên sân khấu để giao lưu cùng tất cả mọi người. Nên xin mời anh có đôi lời ý kiến. Dạ, thiệt ra thì hồi nãy không có tính lên, tại Thi Dung suối, cho nên phải lên. Hôm nay thì trước hết là xin cảm ơn anh Song đã tạo điều kiện để có một trò chơi vui cho cả mọi người trong ngày sinh nhật Thi Dung. Hôm nay thì là sinh nhật của em. Thì chắc chắn các em mình cũng đã từng có một cái kỷ niệm với nhau là khi làm cái vợ rất là cải lương trên truyền hình. Dạ. Nhớ không? Dạ, nhớ. Huyền thoại một người đời. Dạ.